Đảo Độc Đắc, kịch bản Ngô Nghê, Phi Lý. Đảo Độc Đắc, tử mẫu thiên linh cái tiếp nối phần tiền truyện Thất Sơn Tâm Linh từng gây nhiều tranh cãi năm 2019. Phim mạnh tính giải trí nhưng Ngô Nghê về kịch bản. Lưu ý, bài viết tiết lộ một phần nội dung phim. Thể loại, hình dị đạo diễn, Lê Bình Giang diễn viên, Sam, Tiểu Vi, Phương Lan, Trần Nghĩa, Trần Phong, Minh Dự, Tân Trề, Lê Huỳnh, đánh giá 5,5 trên 10. Tái chinh phục địa hạt kinh dị tâm linh sau Thất Sơn Tâm Linh, Lê Bình Giang quyết định ra mắt hậu truyện của bộ phim này. Song, tử mẫu thiên linh cái bị đánh giá là dự án gây thất vọng khi chất lượng chưa được đảm bảo. Đậm tính giải trí nhưng kịch bản Ngô Nghê, dựa chốn hoang đảo biệt lập, nhóm bạn 6 thành viên tưng bừng tổ chức tiệc tùng, ăn mừng sinh nhật của Linh, diễn viên Sam thủ vai. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, biến cố xuất hiện khiến tất cả dần ra bộc lộ bản chất. Đằng sau lớp vỏ bọc bạn thân, mỗi người đều có toan tính riêng và cố che đậy sự thật. Họ trở mặt, quay lưng hãm hại lẫn nhau. Để rồi sau cùng, tất cả mới vỡ lẽ, tại nơi hoang vu này, họ không phải là những người duy nhất. Có thể nói, kinh dị luôn là một mảnh đất tiềm năng với các nhà làm phim bởi kinh phí sản xuất thường không cao, lại sở hữu một lượng khán giả yêu thích đông đảo. Thế nhưng, thành công khai thác được nó lại không phải một điều dễ dàng, đặc biệt khi chưa có đủ độ chín muồi và chất lọc trong kịch bản. Khai thác chủ đề bùa chú tâm linh, tử mẫu thiên linh cái vô tình lại khác xa so với hình dung của người xem. So với phần tiền nhiệm, dự án này đậm chất giải trí, trong khi chất liệu kinh dị lại không hề rõ ràng. Mô típ chuyện phim khá đơn giản, vẫn là chủ đề xoay quanh những câu chuyện quen thuộc của nhóm người nơi đảo hoang. Trong tử mẫu thiên linh cái, các nhân vật chơi trò chớt o đê, thật hay thách, rồi nảy sinh bất đồng, chia rẽ. Kể từ đó, nội dung phim lạc hẳn sang câu chuyện về lòng tham, tiền bạc. Làn hơi tâm linh chỉ thoảng qua rất nhẹ, không để lại tác động rõ ràng nào đến mạch phim. Tử mẫu thiên linh cái, một loại hình bùa ngải tàn bạo gây nên ám ảnh cho biết bao người, xuất hiện rất sớm, ngay từ đầu tác phẩm. Thế nhưng, nó không phải chủ đề chính, cũng không tạo được điểm nhấn. Có chăng, đây chỉ là cái cớ giúp đạo diễn móc nối với tiếng tăm phần tiền truyện 3 năm trước đây. Vì lẽ ấy, dù lấy bối cảnh hoang vu nhưng Đảo Độc Đắc, tử mẫu thiên linh cái cũng không thể tạo ra cảm giác rùng rợn vốn có của các dự án cùng thể loại. Sinh vật bí ẩn trà trộn trong bóng tối hòng ám hại nhóm bạn cũng chẳng khiến người xem sợ hãi. Đơn giản vì nó còn khá ngô nghê và dễ bề đoán ra. Bên cạnh cốt truyện hay nhân vật, ngay cả các thủ thuật cơ bản cũng bị ekip vận dụng thiếu sáng tạo, tù bí. Jump scare, hù dọa, đặc sản của thể loại kinh dị, tỏ ra không mấy hiệu quả. Trong khi đó, kỹ xảo phim nhiều lúc khá cũ kỹ và cầu thả. Đơn cử, cảnh nhân vật chết đuối hóa quỷ giả chân tái hiện nhiều lần xuyên suốt phim khiến người xem ngán ngẩm. Giống như hầu hết phim kinh dị khác, tử mẫu thiên linh cái có nửa giả phân cảnh được quay trong màn đêm. Điều đó có thể giúp che đậy thứ mà đạo diễn muốn xuất hiện bất ngờ, tạo cảm giác căng thẳng xen lẫn sự ngột ngạt. Thế nhưng, việc lạm dụng thủ thuật này mà thiếu đi nhiều góc khai thác khác cũng khiến người xem nhàm chán. Lê Bình Giang lẽ ra nên học hỏi cách tận dụng vật cản hay hiệu ứng đánh lừa thị giác, cùng những cú máy Spielberg face đặc trưng mà Insidious hay Tempest là những ví dụ điển hình. Bù lại, việc phá vỡ hình tượng kinh dị truyền thống có lẽ là điểm sáng hiếm hoi trong phim. Đáng tiếc là mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mặt ý tưởng. Cách đạo diễn sắp đặt chưa để lại ấn tượng, cũng chưa khai thác được yếu tố thú vị này. Dàn cast không cứu vớt được nội dung. Tử mẫu thiên linh cái sở hữu dàn sao nổi tiếng với những cái tên quen thuộc như Sam, Phương Lan, Trần Nghĩa, Minh Dự. Bên cạnh đó là gương mặt trẻ, Hoa hậu Tiểu Vi. Trở lại sau một thời gian vắng bóng, diễn xuất của Sam chưa thực sự tiến bộ. Màn trình diễn của cô vẫn an toàn đến mức nhàm chán. Dù là một mắt xích quan trọng, Sam chưa thể lột tả được hết những lớp lang trong chiều sâu tâm lý nhân vật Linh. Người đẹp Tiểu Vi được kỳ vọng là một ẩn số thú vị cũng không hoàn thành tốt vai diễn của mình. Diễn viên trẻ tỏ ra non nớt trong việc thể hiện cảm xúc nhân vật dù có nhiều đất diễn. Vai kim của cô chưa tạo được va chạm, cũng chẳng để lại cảm xúc rõ ràng cho người xem. Bởi lẽ, dưới kịch bản non tay, nhân vật này thiếu đi hẳn động cơ. Thay vì là một điểm trầm phá táo bạo của Đào Độc Đắc, kim dưới thể hiện của Tiểu Vi tạo cảm giác sắp đặt đến gượng gạo. Cuối cùng, Minh Dự với vai diễn cường có lẽ là điểm gây hoang mang nhất bộ phim. Xuyên suốt hồi 1, phối hợp với Hà, Phương Lan, vai trò chính của anh là mang tới những khoảnh khắc giải trí nhẹ nhàng cho người xem. Theo đà phát triển của câu chuyện, nhân vật này thâm nhập sâu vào chuỗi sự kiện, gây lạc hướng chủ đề về kinh dị tâm linh. Xét trên nỗ lực chọc cười khán giả, Minh Dự với ngón nghề hài sở trường đã khá thành công. Nhưng, anh lại vô tình là tác nhân làm loãng mạch tự sự chính. Biên kịch sau đó đã chữa cháy khi hô biến anh lột xác thành một kẻ tham lam, vì tiền mà điều gì cũng dám làm. Thế nhưng, hệ quả là việc logic phim bị đứt đoạn. Câu chuyện tâm linh bùa ngải sau đó phải nhường chỗ cho tình, tiền và những mâu thuẫn chẳng mấy liên quan. Tự chung, Đảo Độc Đắc,
Tử Mẫu Thiên Linh Cái là một dự án có đầu tư, đậm tính giải trí nhưng thiếu hiệu quả. Việc nhập nhằng giữa kinh dị, tâm lý và hài nhảm khiến phim mất đi tính nhất quán. Tuy nhiên, công bằng mà nói, đây vẫn là một tác phẩm có chất lượng nhỉnh hơn nhiều dự án phim Việt thảm họa thời gian gần đây.